Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Và ở video clip ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một cái mẫu la chép mới, một cái mẫu la chép hàng bãi Nhật. Thì cái mẫu la chép này thì các bác nào mà có nhu cầu để thay thế cho mình những cái cặp la chép mà nó không có lên tiếng, hoặc là những cái la chép mà các bác muốn thay thế những cái cặp khác để trải nghiệm một chiếc âm hay hơn, thì cái mẫu la chép này là một cái dòng la chép miền giấy có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho các bác là vừa nghe nhạc cũng như là vừa có thể hát karaoke đều được. Thì cái con này cái tiếng nó không bị chói, cũng như cái tiếng của nó khá là ấm, thì phù hợp cho các bác nào mà để dịnh để nghe nhạc vàng, nhạc bolero, thì các bác có thể tham khảo mẫu này. Và ở video clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là em sẽ đo cái thông số đo vành để cho các bác nào về để tham khảo để lắp vào thùng á, hoặc là các bác có thể thay thế cho mình hoặc là bổ sung thêm bên ngoài những cái cặp loa là lắp sẵn phân tầng như thế này. Thì em sẽ lát nữa em sẽ test cái chất âm của cái con này luôn để cho các bác có thể nghe thử. Thì cái con này bề ngoài của nó là sẽ một cái vành vuông như thế này, thì bên những cái bó nó sẽ bo tròn những cái cạnh góc nhìn cũng khá là đẹp. Nó là chép mèn giấy, thì ở mặt trước hãng có in cho mình một cái logo ở trong vành như thế này đấy, và mặt sau sẽ là những cái thông số của loa. Và cái con này với công nghệ là từ kép đấy, nhìn khá là đẹp, tuy là hàng bãi thôi nhưng mà nhìn nó khá là còn mới luôn á. Và ở phía dưới sẽ là hai cái cực của loa. Thì cái to này nè, đấy là cực dương. Để các bác nhìn kỹ thì ở bên trong nó sẽ có ký hiệu là cộng và trừ. Đấy các bác có thể nhìn kỹ để lắp ở thùng vào thùng của mình cũng khá là dễ dàng. Đấy, thì nó sẽ bo cạnh, bo tròn những cái góc cạnh như thế này nhìn khá là đẹp. Và đây em sẽ đo kích thước của cái viền của cái con này để cho dành cho các bác nào mà muốn lắp thùng á, thì các bác có thể tham khảo thêm. Thì em sẽ đo đường kính vành ngang của loa thì nó sẽ tầm khoảng 8,5 cm, và đường kính củ từ em sẽ đo cái củ từ nhỏ thì nó sẽ rơi tầm khoảng gần 5 cm, và cái củ đây đó là củ từ nhỏ, và chiều sâu của loa thì tầm khoảng 4 cm. Để vào hai đường chéo của ốc, và đường chéo của ốc sẽ rơi tầm khoảng tầm 9 tới đây gần tầm 9 cm. Đấy, các bác có thể tham khảo để lắp bổ sung ở bên thùng, trong thùng của mình. Đấy, và ở đây em cũng đã lắp sẵn một cặp, đã lắp sẵn phân tầng đó, thì các bác có thể tham khảo. Bây giờ em sẽ đếm cái cặp đó cho các bác nghe thử cái chất âm của nó. Các bác cũng nghe được cái chất âm từ cái con mẫu la chép BK 7 Nhật này, thì cái âm của nó khá là ấm, không bị hơi bị chói tiếng luôn. Thì các bác có thể tham khảo cái mẫu này để bổ sung cho mình những cái vàng mà bị thiếu chép, cũng như là những cái chép mà nó không lên tiếng á, thì các bác có thể tham khảo ở clip này để thay thế cho mình được một cái cặp loa mới cũng như là hay hơn. Thì em cũng xin báo giá công khai với các bác là một cặp cũ rời thì bên em sẽ tặng kèm các bác một cặp tụ. Thì một cặp cũ rời như thế này thì bên em đang có giá là 400.000 trên một cặp tại lò BK. Và các bác muốn hay hơn cũng như là bảo vệ được cho mình những cái cặp chép này tuổi thọ lâu hơn, các bác có thể tham khảo những cái mẫu lắp sẵn phân tầng. Đây, bên em vẫn sử dụng mạch phân tầng T3 đây. Thì mạch T3 thì bên em đang có giá là 580.000 trên một cặp.
hoặc là bác muốn hay hơn á, thì bên em là nãy giờ em test cho các bác làm cái cặp loa chép lắp sẵn mạch phân tầng T5, bên em nó có giá là 600.000 trên một cặp. Thì các bác có thắc mắc gì các bác có thể liên hệ với em số điện thoại là 0935 980 281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thì các bác có thể đến bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.